Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em giới thiệu với các bác, hôm trước thì em cũng đã giới thiệu rồi, là em có cái cây tam bảo sắc rừng hôm nọ cái rè đấy các bác nhá. Hôm nay bắt đầu nó nở này, tam bảo sắc hoa trắng tinh này, hàng đột biến đây nhá các bác nhá. Đấy, hôm nay giới thiệu với mặt hoa cho bác, nó vừa hé nở sáng nay, trắng tinh luôn nhá, không tì vết. Đấy, một giò giò này các bác này, đẹp chưa? Một mẹ ba con. Đấy, có cái hoa này thì nó lại nở trên cái thân này các bác này. Đấy, đây nhá các bác nhá, vẫn còn một cái nụ nữa này, chuẩn cây chuẩn giống luôn nhá. Mã số 1 của em có giá là 5 triệu đồng nhá, 5 triệu nhá, em không nói sai đâu nhá các bác nhá, 5 triệu. Đấy, cho mã số 1 lở chuẩn cây như này em mới bán nhá. Đấy, cho mã số 1 này. Tiếp theo này các bác này, đây là cái, đây có một cây nhá, tam bảo sắc trắng này em tách từ cái thân cái giò mã số 1 ra nhá, có một cây này thôi nhá. Bác nào lấy thì em bán một cái cây này thôi nhá, một cái cây này. Còn cây này thì em chưa biết mặt hoa đâu, em ghép vào đây thôi. Cây bác nào mà lấy em sẽ bỏ cái cây này ra, em sẽ bỏ cái cây này ra nhá. Đấy, nụ trắng tinh đây nhá, em tách từ cây mẹ kia ra nhá. Mã số 2, cái này là em mới lấy hàng rừng về em ghép vào thôi nhá, em phải nói rõ với các bác nhá, lấy em mua hàng rừng về, hàng dân người ta bóc rừng về nhá. Đấy, chứ không phải hàng Thái, hàng Đài, hàng linh tinh đâu nhá. Hàng Thái, hàng Đài thì nó khoảng tầm tháng 6, tháng 7 nó mới nở cơ, riêng của dòng của Lai Châu chuẩn luôn nhá. Mã số 2 này, tam bảo sắc trắng nhá, em bán một cây này thôi nhá, một cây này đây. Cái này là em mới tách cho em ghép nhá, bác nào mà lấy thì em sẽ bỏ cây này ra và em đắp rêu ở đây cho các bác để cho cây nó lên nhá. Mã số 2 của em có giá là 2.500.000 nhá, 2.500.000 cho mã số 2. Mã số 3 này, giò tam bảo sắc tiếp này. Cái này thì có hai cái nụ thôi, một nụ này các bác này, đây một cái nụ nữa này. Mã số 3 nhá, tam bảo sắc nhá, hoa trắng tím nhá, của em có giá là 180.000 cho mã số 3. Đấy, bán cho bác giò cho giá nó hợp lý thôi. Mã số 4 này các bác này, 120.000 nhá, 120.000. Một bông hoa này, hai bông này, ba bông hoa nhá. Các bác mà lấy thì cố gắng ghép đôi cho em nhé, 120.000 nó ít quá, nhiều khi đóng hàng nó hơi ngại các bác, cố gắng ghép đôi cho em nhé. 120.000 cho mã số 4, tam bảo sắc có ba bông hoa nhá, ba bông hoa thôi. Mã số 5 này các bác này, cái này thì có một bông hoa này, hai bông hoa này, ba bông hoa này, cái này có 4 cây ba bông hoa. Mã số 5 nhá, 150.000 cho mã số 5, tam bảo sắc. Mã số 6 này các bác này, một giò tam bảo sắc phân nhánh nhá, có một cái cây to này nó phân nhánh rồi nhá. Đây này các bác này, phân nhánh này. Đấy, phân nhánh đây nhá. Hoa nó cũng đây. Có một bông hoa. Đây cũng phân nhánh nha các bác nhá. Cái này có hai bông hoa thì cả hai bông phân nhánh đây nhá. Đây này, cái nhánh nó chữa chữa đây ra này. Còn cây này thì không phải phân nhánh này. Mã số 6. Mã số 6 nhá, của em có giá là 800.000 nhá. Cây này có hai vòi hoa thì cả hai đều phân nhánh nha các bác nhá. Cây to này này, hai vòi hoa thì cả hai đều phân nhánh, còn cây này không phải mẹ con đâu. Đấy, nó là một cây riêng đấy. Cho mã số 6 800.000. Mã số 7 này các bác này, một giò trầm rừng siêu VIP này.
Đây này các bác này, nụ chi chít này, chầm rừng này, hoa thì tím đậm cực đẹp, nụ đang rất nhiều đây nhá. Mã số 8 của em có giá là 800.000 nhá, 800.000. Cái này siêu mầm gốc luôn, rất nhiều mầm gốc dày đặc. Về năm nay các bác đừng chơi hoa, và năm tới thì cái chậu này nó thành cái tác phẩm cực kỳ to nhá. 800.000 cho mã số 8. Chầm rừng nhá, không phải chầm rồng đỏ hay chầm gì đâu nhá các bác, chầm rừng cho nên giá nó hơi cao một chút nhá. 800.000 cho mã số 8. Mã số 9 này. Mã số 9 nhá. 350.000. 350.000. Kiều này là kiều tím yên tử nha các bác nhá. 350.000. Mã số 10 này các bác này, vẫn là tím yên tử nhá. Đấy. Mã số 10 của em có giá là 360.000. 360.000. Cho mã số 10 tím yên tử. Mã số 11 này. Một giò cẩm báo này các bác này. Một giò cẩm báo này, đẹp chưa? Đang có một nụ này. Hoa rất là bền nhé các bác nhé. Đây này, một nụ này, hai nụ này, ba nụ này, bốn nụ này, năm cái nụ, sáu cái nụ nhá. Mã số 10 cẩm báo nhá. Mã số 10 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 10 cẩm báo. Đang có 6 cái nụ. Mã số 11 này các bác này, cuối trắng tháng 8 này có 4 cây đẹp long lanh như này nhá. Mã số 11 của em có giá là 400.000 nhá. 400.000 cuối trắng tháng 8, 4 cây rất là đẹp luôn. 400.000 cho mã số 12. Mã số 13 này các bác này, giò tam bảo sắc tiếp này. 250.000 nhá. Một nụ này, hai nụ, ba nụ này, bốn nụ này, năm nụ, một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm cái nụ, sáu cái hay sao? 1 2 3 4 5 6 cái nụ nhá. Mã số 13 nhá. Mã số 13 250.000. 250.000 cho mã số 13 tam bảo sắc, 6 cái nụ nhá. Cây toàn cái xếp đẹp này các bác này. Đây này. Đấy, toàn cái xếp đẹp. 250.000 cho mã số 16. À 13. Mã số 14 này các bác này, một giò son môi này. Son môi rất là VIP nhá. Mã số 14 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 14. Đấy, son môi này thì hoa nó nở quanh năm này, hoa nó đỏ chót thì nó cứ từng chùm này. Nhà bác nào có cái sảnh trước cửa nhà, các bác cứ treo lên như này này. Rất là dễ chăm luôn. Đấy, rất là dễ chăm, giá thể em trồng bằng phân chuồn quế trộn với cả sơ dừa cho nên rất là dễ chăm nhé. 300.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, cây tam bảo sắc phân nhánh này. Hoa dài 5-60 cm luôn nhá. Mã số 15 của em có giá là 1.300.000. Đây, hoa dài 5-60 cm luôn. Các bác đã bao giờ nhìn thấy bông tam bảo sắc hoa dài như này chưa? Mà nó lại còn phân nhánh này các bác này. Đấy, nó lại còn phân nhánh này. 1.300.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, một giò tam bảo sắc rất là đẹp, VIP đẳng cấp luôn nhá. Đẹp long lanh như này. Mã số 16 thì nó có 1 2 3 4 bông hoa. Nó có 4 bông hoa nhưng mà cây rất là chất lượng này. Mã số 16 của em có giá là 300.000 nhá. 300.000 cho mã số 16. Ghép trên cái lũa rất là đẹp. Cái này nó là nguyên bản nha các bác nhá. Nó là nguyên bản này, khúc cây nguyên bản này, dân họ trồng họ ốp thêm vào cái lũa này này. Tam bảo sắc nguyên bản, một cây này chất lượng như này nhá. 300.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này. Một giò tam bảo sắc tiếp này, đẹp chưa?
nhỏ nhỏ xinh xinh, 1 2 3 4 bông hoa, 5 bông hoa, 1 2 3 4 5. Mã số 17 của em có giá là 250.000 nhá, 250.000 cho mã số 17. Đấy, giò tam màu sắc các bác này. Ghép giớn này về các bác chăm rất là dễ luôn. 250.000 cho mã số 17. Tiếp theo này, mã số 18 này, một giò cáo như này nha các bác nhá. 2 4 5 cây, 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ. 3 nụ nhá. Mã số 18 của em có giá là 480.000 thôi. 480.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, cái này thì có hai cây, một cây, cây này có một cái nụ này. Mã số 19 của em có giá là 400.000 nhá. 400.000 cho mã 19, hai cây, hai cây này hai cây to nhé các bác nhé. Hai cây to có một cái nụ thôi. 400.000 cho mã số 19. Mã số 20 này, một giò cáo các bác nhìn này, đỉnh cao của chất lượng chưa, đẹp chưa. Đấy, vòi hoa của nó dài được khoảng tầm gần 60 cm này các bác này, khoảng thôi nhá, nó khoảng thôi nhá, gần 60 cm đấy. Mã số 20 nhá, 20 cáo nhá, một cây nhá, bác nào lấy thì báo em cáo một cây mã số 20 nhá. Đấy, 450.000 cho mã số 20. 20 hay 21 nhỉ? 20 nha các bác nhá, mã số 21 này. Một giò đẹp như thế này mà các bác không chơi thì chơi cái gì? Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây. Một nụ, hai nụ, ba nụ. Một nụ, hai nụ, ba nụ, bốn nụ. 5 nụ, 6 nụ. 6 hay 7 cái nhỉ? 1 2 3 3 3 là 6. 4 5 6. 7 cái nụ nha các bác nhá. 7 cái nụ. Mã số 22 của em có giá là 1.200.000 nhá. 1.200.000. Đây các bác này, nguyên như này về các bác cứ treo lên thôi. Các bác treo lên, em đã cho túi phân dê rồi. Về các bác chăm tưới bình thường, riêng giò này các bác cứ chăm tưới bình thường lên cực đẹp luôn. 1.200.000 cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này, cái này có 3 cây to bự như này nhá. 3 cây to bự như này. 1 vòi hoa, 2 vòi hoa, 3 vòi hoa, 4 vòi hoa. 3 cây 4 vòi hoa nhá. Mã số 23 của em có giá là 900.000 thôi. 900.000 thôi các bác nhá. Cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, quế trắng tháng 8 này. Quế trắng tháng 8 nhá. Mã số 24 của em có giá là 1.500.000 nhá. 1.500.000. Bản lá hơn 4 sen nhé. Lá hơn 4 sen, cây rất là chất lượng. 1.500.000 cho mã số 24. Đây các bác này. Đấy, lá gần 4.8 nhé. Mã số 25 này. Mã số 25 đây là sơn thủy tiên họng đen này các bác này, hoa đi nhá. Cái này về đến tay các bác nó cũng tàn nhé các bác nhé. Mã số 25 của em có giá là 480.000. Mầm gốc đang lên siêu mầm gốc luôn. Đang lên rất nhiều luôn. Mã số 26 này các bác này. Mã số 26 của em có giá là kiểu vuông độc bác nhá. Mã số 26 350.000 kiểu vuông độc bắc, một rè đẹp VIP như này nhá, cho mã số 26. Tiếp theo này các bác này, mã số 26 này, một giò quế trắng tháng 8 cực kỳ đẹp luôn, toàn cây VIP nhá. Cái hàng này hàng quế, quế này nó lại gọi là quế trâu nhá các bác nhá. Đấy, quế trâu đây này, cây của nó bản lá ngắn này, rụt rịt luôn nhá.
Mã số 26 của em có giá 450.000. 450.000 cho mã số 26. Mã số 27 này. Mã số 27 này. Đấy. Có một cái nụ như này nha các bác nhá. Đấy, cây nó như này. Đấy. Mã số 27 của em có giá là 280.000. Đấy, cái này thì em cũng phải nói rõ luôn nhá. Bác nào ấy có nhu cầu mua thì các bác hãy lên mua. Thật sự em nói thật, những cái cây hoa lan thì em bán em gửi đúng cây đúng hình cho các bác. Đấy, khi mà gửi về cho các bác thì cứ chuẩn cây chuẩn hình, cây không bị gãy dập là ok. Một số bác thì về xong là nói nọ nói kia rồi cây nó xấu rồi nó ít thân rồi thế nọ kia nó phức tạp ra. Thật sự em gửi cây lan đi gửi về nó rất là mệt luôn, kể cả những cái cây lan cây như này em gửi cho các bác khoảng nửa tháng sau nó quay lại cho với chỗ em nó vẫn như cũ luôn. Riêng cái dòng này gửi đi thì nó không vấn đề gì. Đấy, em nói thật không vấn đề gì đâu, nhưng mà các bác lưu ý là các bác nhìn kỹ cây các bác chốt nhé. Đấy, có một số bác thì mới chơi cho nên là không hiểu rõ về cái cây lan, nhiều khi nó phức tạp lắm em nói thật. Đấy, những cái thân như này nó vẫn còn đang sưng nụ này các bác nhé. 280.000 cho mã số 27. Mã số 28 này các bác này, một giò kiểu mỡ gà, cái này là nguyên bản nhé, nguyên bản. Đấy, khúc gỗ nguyên bản em để trong cái chậu này. Mã số 28 thì em thấy nó một số mắt nó cũng đang bắt đầu có hiện tượng sưng nụ rồi nhé, nó đang có hiện tượng thôi. Mã số 28 của em có giá là 300.000, kiểu mỡ gà nhé các bác nhé, kiểu mỡ gà. Mã số 29 này các bác này, kiểu mỡ gà. Đấy, nó chỉ có như thế này thôi nhé, các bác lưu ý, các bác nhìn kỹ giúp em nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ giúp em, nó chỉ có như thế này thôi. Về các bác này chê ít thân rồi các thứ nữa. Tiền nào nó của đấy thôi, em nói thật các bác. Mã số 29 của em có giá là 200.000. 200.000, kiểu mỡ gà, mầm gốc hai cái nó đang lên rất đẹp này các bác này. Cho mã số 29, 200.000. Mã số 30 này các bác này, một giò cáo này. Đẹp long lanh luôn nhá. Đây này, cái vòi hoa này của nó dài khoảng tầm được 60 cm này. Đấy, có một vòi hoa dài 60 cm, còn hai cái vòi hoa nữa đây này các bác này. Bốn cây nhá. Mã số 30 của em có giá là 1.200.000 nhá, 1.200.000 cho mã số 30. Đấy. Tiền nào của đấy thôi các bác ạ. Không có cái chuyện các bác mua rẻ mà được đẹp đâu, em nói thật đấy, ở đâu cũng thế thôi. Mã số 31 này các bác này, mã số 31, một cây nhạn 4N đang có một cái nụ này, một mẹ một con nhé, một mẹ một con. Mã số 31 của em có giá là 200.000, 200.000 cho mã số 31. Mã số 32 này, một giò cáo tiếp này, có một nụ đây nhé các bác nhé, có một nụ này, cáo này cáo là ngắn, cáo xếp đẹp nhé. Đây có một cái nụ nữa là hai này. Đấy, mã số 32 nhé, của em có giá là 300.000, cáo xếp rụt rịt, bản lá rất là ngắn nhé. Mã số 32, 300.000. Mã số 33 này các bác này, mã số 33 đây là một giò 5 cánh trắng HO tiền tỷ một thời này. Đấy, có hai thân hoa này thôi và hai cái mầm gốc rất là đẹp đây. Mã số và một cái mầm gốc, hai cái cũng đang bắt đầu có hiện tượng lên rồi. Mã số 33 của em có giá là 300.000 nhé, 300.000 cho mã số 33, 5 cánh trắng HO tiền tỷ một thời. Mã số 34 này các bác này, một giò 5 cánh trắng Phú Thọ rất là nhiều thân luôn nhé. Đấy, các bác mua cái này về vừa chơi hoa, cái nhỏ nhỏ năm nay nó vẫn ra hoa nhé. Các bác vừa chơi hoa vừa sắp mùa giải tới thì nó là một tác phẩm cực đẹp nhé. Mã số 34, 5 cánh trắng Phú Thọ nhé. Đây, nó như này nhé, mầm gốc đang ra rất là nhiều này các bác này. Mã số 34 của em có giá là 400.000 nhé, 400.000 cho mã số 34. Mã số 35 này, một giò cáo này. Đấy, một giò cáo 6 cây nhé, 6 cây. Đấy, đẹp như này nhá.
500.000 nha các bác nhá. 500.000 cho mã số 36. Đấy, 6 cây 500.000 cho mã số 36. Mã số 37 này. Một giò đen dâu xuân nhá. Mã số 37 của em có giá là 250.000, đen dâu xuân cho mã số 37. Mã số 38 này các bác này, một chậu kiều kiều vuông tím nhá. Mã số 38 nhá. Đấy, cái này thì các bác nhìn kỹ cho em nhá, nó là hàng giống thôi nhá. Hàng giống nó chỉ có thế này thôi. Đấy, mã số 38 nhá. Đấy, cây nó nhỏ nhá, em nói rõ luôn trên video để các bác mua về, các bác chủ yếu các bác làm giống thôi. Các bác làm giống thì mầm gốc nó đang già, mầm gốc nó già nó sẽ rất là dài luôn nhá. Mã số 39 của em có giá là 180.000. 180.000. Kiều tím vuông vuông, kiều vuông tím nha các bác, mặt hoa tím đậm luôn. Cho mã số 39. Mã số 40 này các bác này. Mã số 40 này, một giò kiều vuông Lộc Bắc nhá. 250.000. 250.000 cho mã số 40. Kiều vuông Lộc Bắc. Mã số 41 này các bác này, cáo này. 4 cây đẹp long lanh như này nhá, 460.000 thôi. 460.000 cho mã số 41. Mã số 41 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.